Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hòa Bình đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản. Lương Sơn chuyển đổi số hướng đến xây dựng chính quyền điện tử. Nổ kho pháo hoa ở miền Nam Thái Lan khiến nhiều người thương vong. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc thi Olympic phát minh và sáng tạo thế giới WIPO năm 2023 diễn ra từ ngày 28 đến 29 tháng 7 tại Seoul, Hàn Quốc, có 1.228 thí sinh với 311 đội đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Việt Nam có 38 đội tham gia dự thi và giành 7 huy chương vàng. Riêng đoàn Hòa Bình có 2 đội tham gia là đội trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thành phố Hòa Bình với đề tài sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân loại rác thải tự động và đội của trường Trung học phổ thông công nghiệp với đề tài nhà nổi thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu. Với 2 đề tài có tính ứng dụng cao, tập trung nhiều về khoa học và bảo vệ môi trường, cả 2 đội đều được ban tổ chức đánh giá cao và xuất sắc đạt huy chương vàng. WIPO là kỳ thi dành cho các nhóm học sinh phổ thông với những phát minh về khoa học kỹ thuật được tổ chức và đánh giá bởi các nhà khoa học hàng đầu thế giới theo tiêu chí quốc tế. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Từ đầu năm đến nay, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang dần khôi phục mức sản lượng so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp quý 2 năm 2023 so với quý 1 tăng 38,3%. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng năm 2023 đạt hơn 21.600 tỷ đồng. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng có mức tăng 21,3%, sản lượng đá xây dựng tăng 12,5% so với cùng kỳ. Đây là ngành có mức tăng trưởng cao, nhất là điểm sáng của sản xuất công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2023. Tuy nhiên, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện vốn đóng vai trò là động lực cho tăng trưởng của nền kinh tế trong mức tăng trưởng chung, những tháng đầu năm lại giảm so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do khó khăn về thị trường, ngành sản xuất và phân phối điện bị ảnh hưởng do lưu lượng nước bình quân về Hồ Hòa Bình thấp hơn so với cùng kỳ. Tỉnh Hòa Bình đang chủ động nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để có các giải pháp tháo gỡ kịp thời, nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc, sản xuất linh kiện điện tử, vật liệu xây dựng, đồng thời khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất để tạo sự phát triển bền vững. Trên toàn tỉnh hiện có 544 hồ chứa thủy lợi các loại, trong đó có 134 hồ bị hư hỏng xuống cấp cần được sửa chữa. Để đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi trong mùa mưa bão năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh yêu cầu các đơn vị vận hành quản lý hồ chứa, bố trí lực lượng, đảm bảo đủ năng lực chuyên môn để vận hành, tổ chức trực ban trong mùa mưa lũ và cử cán bộ thường trực tại công trình. Thường xuyên kiểm tra an toàn công trình kể cả khi không có mưa lũ để phát hiện và xử lý ngay giờ đầu khi có sự cố xảy ra. Vận hành thử cửa van, thiết bị phục vụ xả lũ của các hồ chứa, bố trí đủ vật tư thiết bị dự phòng, bảo đảm kịp thời sửa chữa thay thế khi có sự cố vận hành và sẵn sàng xử lý sự cố theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời tổ chức phát dọn cây cối trên thân đập và tuyến tràn chính và phụ của các hồ chứa nước, nạo vét khơi thông dòng chảy kênh thoát lũ, các trục kênh tiêu, cửa vào các cống tiêu nhằm chủ động vận hành các trạm bơm, cống tiêu để tiêu rút nước đệm khi dự báo có mưa lớn xảy ra. Theo kế hoạch năm 2023, huyện Tân Lạc phấn đấu giảm 3,5% tỷ lệ hộ nghèo từ 12,53% cuối năm 2022 xuống còn 9,78% cuối năm 2023. Triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả các dự án thành phần của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn huyện. 100% người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được hỗ trợ bảo hiểm y tế và được hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh theo quy định. 100% số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh. 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.
huyện Tân Lạc dự kiến tổng nhu cầu nguồn vốn thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2024 là trên 7 tỷ 100 triệu đồng. Từ đó, huyện sẽ tập trung triển khai các dự án như dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, dự án 3 hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, dự án 4 phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững. Từ các dự án này sẽ giúp cải thiện, nâng cao đời sống cho người dân, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Đến nay, toàn huyện Lạc Thủy có 17 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh, trong đó có 4 sản phẩm OCOP 4 sao, 13 sản phẩm OCOP 3 sao. Huyện đề ra mục tiêu đến hết năm 2023 nâng cấp chuẩn hóa và công nhận thêm 4 sản phẩm đạt hạng 3 đến 4 sao, tổng kinh phí thực hiện dự kiến là 290 triệu đồng. Để thực hiện được kế hoạch đề ra, huyện Lạc Thủy tiếp tục đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng thương hiệu, tem dán truy xuất nguồn gốc, chứng nhận Việt Gáp, xây dựng website quảng bá sản phẩm, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh, đáp ứng về số lượng, gia tăng về giá trị, đảm bảo tiêu chuẩn cao và từng bước chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ xuất khẩu nhằm nâng tầm giá trị nông sản. Hội cựu chiến binh huyện Mai Châu hiện có trên 4.300 hội viên sinh hoạt tại 17 tổ chức hội, xác định rõ hỗ trợ cựu chiến binh thông qua ủy thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện là một nguồn lực quan trọng giúp hội viên phát triển kinh tế. Đến nay, Hội cựu chiến binh huyện quản lý trên 93 tỷ đồng, tạo điều kiện cho gần 2.000 lượt hộ hội viên vay vốn. Từ nguồn vốn vay, các hội viên đã mạnh dạn xây dựng mô hình kinh tế. Hiện nay, toàn hội đã có gần 200 mô hình kinh tế do cựu chiến binh làm chủ, cho thu nhập từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng một năm. Tỷ lệ hội viên cựu chiến binh có mức sống khá giàu đạt trên 52%, tỷ lệ hội viên nghèo theo tiêu chí mới giảm xuống còn 10,17%. Để hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, Hội cựu chiến binh huyện tiếp tục tăng cường vận động, khai thác tích cực các nguồn lực, làm tốt việc tư vấn phương án sản xuất kinh doanh và giám sát quá trình sử dụng vốn, kết hợp chặt chẽ hỗ trợ vốn, trang bị kiến thức kỹ thuật phục vụ cho sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Hồ Thủy Điện Hòa Bình đã đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Với cảnh quan đẹp, tiềm năng mặt nước lớn, hồ đã được khai thác về du lịch và nuôi trồng đánh bắt thủy sản. Hiện nay, Hòa Bình được Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định là tỉnh nuôi cá lồng trên hồ chứa lớn nhất cả nước. Phản ánh của phóng viên Thời sự. Là một trong những doanh nghiệp nuôi cá lồng với quy mô lớn, công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Hưng Nguyên ở xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc hiện có 150 lồng cá với sản lượng hàng năm từ 200 đến 250 tấn, chủ yếu nuôi các loại cá như lăng vàng, lăng đen, ngạnh, chấm đen, cá diêu hồng. Để cho ra những sản phẩm chất lượng, công ty tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn Việt Gáp. Theo đó, nguồn nước nuôi cá luôn được test mẫu nước thường xuyên, đảm bảo vệ sinh. Thức ăn của cá chủ yếu là cá tép dầu và cá nuôi đủ thời gian sinh trưởng, đảm bảo chất lượng khi xuất ra thị trường. Ăn toàn bộ là 100% là tép. Đấy, còn về mùa cám là nó ít tép, làm như ít tép ta vẫn phải kết hợp bù cám thêm vào. Đấy, còn về lồng bè là lưới là thỉnh thoảng là một tháng là điện có thể đến thay 1 đến 2 lần là khi nó rêu. Về mùa hè là nó nóng, nó nắng là rêu nó hay lưới hay bẩn là phải thay tầm nửa tháng đến 20 ngày thay một lần. Toàn tỉnh hiện có gần 2.700 ha mặt nước ao hồ và 4.900 lồng nuôi cá trên hồ Thủy Điện Hòa Bình. Sản lượng nuôi trồng thủy sản hàng năm đạt trên 9,5 nghìn tấn. Năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 12 về phát triển nuôi cá lồng bè vùng hồ Thủy Điện Hòa Bình. Trên cơ sở nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ chủ trương này nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế đối với các sản phẩm có ưu thế và khả năng cạnh tranh cao, phát triển thành các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung quy mô lớn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng tăng tỷ trọng sản lượng nuôi trồng, tập trung vào các loài đặc sản có chất lượng giá trị cao, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nuôi trồng, cải tiến, hoàn thiện quy trình chăm sóc và đa dạng hóa các sản phẩm cá thương phẩm. Các hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển theo hình thức tổ chức sản xuất hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị được hình thành. Tỉnh đã ban hành một số cái chính sách về hỗ trợ về nuôi cá, lồng hồ và các sản phẩm OCOP.
Vì là những cái chính sách đấy đã được áp dụng vào trong các hợp tác xã và các chủ hộ chăn nuôi thủy sản ở trên lòng hồ. Tỉnh Hòa Bình đã và đang tập trung xây dựng vùng sản xuất cá sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hướng tới xây dựng mã vùng nuôi trồng thủy sản phục vụ xuất khẩu. Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào xây dựng chuỗi liên kết, tạo tiền đề cho chế biến sâu. Hiện nay đã triển khai được nhiều mô hình sản xuất cá sông Đà theo chuỗi giá trị và xây dựng được 4 dự án liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm cá đặc sản sông Đà theo chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm thủy sản truyền thống đặc sản nhằm giữ vững thương hiệu nhãn hiệu cá tôm sông Đà, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại trong nước đối với các sản phẩm thủy sản chủ lực, sản phẩm mới, sản phẩm làm sẵn, ăn liền đến các nhà phân phối và hệ thống siêu thị. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Lương Sơn chuyển đổi số hướng đến xây dựng chính quyền điện tử. Khu mộ cổ Đống Thách, chốn đất thiêng của người Mường Đông. Thưa quý vị và các bạn, tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đào tạo cán bộ sử dụng thành thạo thiết bị số và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong thực hiện công việc là hai trong số những giải pháp mà huyện Lương Sơn đang tích cực triển khai nhằm xây dựng chính quyền điện tử, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Để chuyển đổi số xây dựng chính quyền điện tử được thực hiện tập trung, thực chất, hiệu quả, năm 2023, huyện Lương Sơn đã đầu tư cơ sở vật chất, các thiết bị số, phần mềm số, nâng cấp hệ thống mạng, máy tính tại các địa phương. Hiện nay, 100% xã thị trấn có hạ tầng viễn thông 4G, Internet tốc độ cao, 100% cán bộ công chức viên chức cấp huyện xã được trang bị máy tính phục vụ hoạt động chuyên môn, 99,55% các phòng chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã được cấp chứng thư số và có phòng họp trực tuyến. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính ở cấp xã đạt kết quả tốt. Địa bàn thị trấn thì cũng tích cực trong cái công tác mà chuyển đổi số, đặc biệt là cái việc mà thực hiện cái tại bộ phận một cửa trong cái việc chứng thực cái điện tử về khai sinh cũng như là người đã mất ấy. Khai sinh điện tử hiện nay đã làm chủ được cái công nghệ đó và đã triển khai và thực hiện cái công tác về 100% là bây giờ là thanh toán trực tuyến, trong đó thì có đạt trên 60% đã có cái bước đạt được một cái số lượng nó cũng nhất định. Công tác tuyên truyền về chuyển đổi số cũng được huyện Lương Sơn đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng phong phú gắn với phát huy lợi thế của công nghệ thông tin để triển khai. Huyện đã thành lập đội tuyên truyền lưu động thực hiện 2 điểm tuyên truyền ở thị trấn Lương Sơn và xã Thanh Sơn để hướng dẫn người dân tiếp cận và chủ động sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Từ đó đã giúp người dân hiểu và sử dụng thành thạo các dịch vụ này, tạo những chuyển biến rất tích cực trong ý thức của người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính tại địa phương. Bước đầu tiên thì mình là cũng hơi bỡ ngỡ là như kiểu chưa quen với dịch vụ thì như kiểu là lớp trẻ thì nó dễ hơn, còn mà đối với cả người già chung nên là cũng hơi khó tí, nhưng được cái có anh chị đây là hướng dẫn là cũng nhanh, đấy, cũng dễ. Như em thì là làm hệ thống trực tuyến này, mình nộp hồ sơ trực tuyến thì mình đỡ phải mất nhiều thời gian và đi lại, với cả nó cũng tiện lợi cho người dân cũng nhiều. Hiện nay công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn được thực hiện trên các ứng dụng dùng chung như Office, email công vụ. 100% cán bộ công chức thực hiện xử lý văn bản ý kiến chỉ đạo trên hệ thống và thực hiện ký số. Trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện Lương Sơn đã tiếp nhận hơn 10.000 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3-4 là trên 9.900 hồ sơ, chiếm 97,52% số hồ sơ đã tiếp nhận. Công tác xử lý hồ sơ trực tuyến và trả kết quả cũng đạt tỷ lệ gần 80%. Để triển khai chuyển đổi số thì nó có 3 cái nền tảng chính: con người, xã hội số, kinh tế số và chính quyền số. Trong đó xã hội số là cái chúng tôi xác định là cái khó làm nhất, bởi vì có thể thay đổi được nhận thức của con người để mà ứng dụng, chủ động ứng dụng công thông tin trong công việc, thì cái này cũng đòi hỏi cái công tác tuyên truyền cũng như là
sao cho người dân tiếp cận được, biết được cái lợi ích của việc chuyển đổi số thì mới thực hiện được. Nó xác định là cái nguồn lực để mà đầu tư cho chuyển đổi số phải yêu cầu cái nguồn lực cũng tương đối lớn để mà có thể đầu tư đồng bộ được từ cấp xã, cấp huyện đến cấp thôn. Chúng tôi cũng xác định trong thời gian tới để mà cũng phải xác định có cái lộ trình để mà thực hiện từng bước các cái việc chuyển đổi số trên địa bàn huyện Lạng Sơn. Với bước đi và lộ trình cụ thể, tin tưởng mục tiêu chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử ở Lương Sơn sẽ đạt hiệu quả rõ nét và tích cực hơn trong thời gian tới, qua đó tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Chuyển sang các tin tức quốc tế, Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết lực lượng Nga đã bắn hạ một tên lửa của Ukraine bay qua thành phố cảng Taganrog, miền nam nước Nga. Moscow đã đổ lỗi cho Ukraine về thương vong và thiệt hại do mảnh vỡ tên lửa gây ra. Theo các quan chức Nga, mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống và làm hư hại một số tòa nhà trong thành phố Taganrog. Hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin 16 người đã bị thương trong vụ việc này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Rakharova khẳng định phía Nga có quyền thực hiện các biện pháp trả đũa cứng rắn. Trước đó, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay không người lái của Ukraine đã bị lực lượng phòng không ở khu vực Moscow bắn hạ, hiện không có báo cáo về thương tích hoặc thiệt hại. Ukraine hiện chưa có phản hồi về vụ việc. Cũng liên quan đến chiến sự ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga và Ukraine đã tăng cường giao tranh ở hai khu vực ở miền nam Ukraine trong 48 giờ qua. Theo Bộ Quốc phòng Anh, trọng tâm của cuộc giao tranh là địa điểm gần làng Robostine, cách Orykiv ở khu vực phía nam của Raporiria khoảng 10 km. Liên minh châu Âu-EU vừa thông báo ngừng mọi hợp tác an ninh và hỗ trợ tài chính cho Niger và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Động thái trên được đưa ra sau vụ một nhóm binh sĩ phế truất Tổng thống Mohamed Bazoum và giam giữ ông trong dinh Tổng thống, đồng thời đóng cửa biên giới và ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc. Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại cho biết bên cạnh việc ngừng ngay lập tức viện trợ tài chính, mọi hợp tác trong lĩnh vực an ninh sẽ dừng lại ngay lập tức vô thời hạn. Niger là nước nhận viện trợ nhiều từ phương Tây và là đối tác quan trọng của EU trong việc giúp kiềm chế người di cư trái phép từ khu vực Nam sa mạc Sahara, châu Phi. EU cũng có lực lượng binh sĩ đồn trú tại Niger với sứ mệnh huấn luyện quân sự cho nước này. Cùng ngày, Liên minh châu Phi, AU, đã đề nghị các binh sĩ đảo chính ở Niger trở lại doanh trại và khôi phục quyền hiến pháp trong vòng 15 ngày. Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi lập tức trả tự do cho Tổng thống Bazoum và khôi phục trật tự dân chủ. Một vụ nổ kho pháo hoa vừa xảy ra ở miền Nam Thái Lan khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em. Hơn 100 người khác cũng đã bị thương. Vụ nổ xảy ra ở tỉnh Narathiwat phía Nam Thái Lan. Thống đốc tỉnh ông Sanan Pongason cho biết khoảng 500 đến 800 người sống gần đó đã phải di chuyển đến nơi trú ẩn tạm thời. Nhiều tòa nhà và ngôi nhà ở các khu vực xung quanh đã bị hư hỏng nặng. Các nhà chức trách cho rằng có thể còn nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Hoạt động cứu hộ hiện vẫn đang được tiến hành. Theo giới truyền thông địa phương, điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân là lỗi kỹ thuật trong quá trình hàn thép khi thi công sửa chữa tòa nhà, khiến khu nhà kho chứa pháo hoa phát nổ. Hiện ngọn lửa đã được khống chế. Hãng Tân Hoa Xã vừa đưa tin, Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Nhà nước Trung Quốc ngày 29 tháng 7 đã nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với lũ lụt đối với một số khu vực miền Bắc nước này đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão Dosuri. Cụ thể, mức ứng phó khẩn cấp đối với lũ lụt được nâng lên cấp độ 3 trong thang ứng phó 4 cấp độ ở thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân và các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, Sơn Đông và Hà Nam. Trong khi đó, mức ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 đối với bão và lũ lụt được duy trì ở Phúc Kiến, Giang Tây và Chiết Giang. Cơ quan này cho biết thêm, 4 đội cứu trợ nữa sẽ được cử đến Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Sơn Tây để hỗ trợ các nỗ lực phòng chống lũ lụt tại các địa phương này. Do ảnh hưởng bởi cơn bão Dosuri, nên mưa lớn được dự báo sẽ đổ bộ vào các khu vực như Hà Nam, Sơn Đông, Bắc Kinh từ tối 29 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, khiến tình hình kiểm soát lũ lụt ở Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cảnh sát quốc gia Carabinieri của Italia vừa cho biết xác một con tàu chở hàng thời La Mã cổ đại từ hơn 2.000 năm trước
đã được tìm thấy ở ngoài khơi bờ biển gần thủ đô Rome của nước này. Con tàu được phát hiện ở ngoài khơi cảng Civili Taverchia, cách Rome khoảng 80 km về phía Tây Bắc, ở độ sâu 160 m dưới đáy biển. Các chuyên gia ước tính con tàu có chiều dài hơn 20 m và niên đại từ thế kỷ thứ nhất hoặc thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Chiếc tàu này chở hàng trăm chiếc vò hai quai, một loại bình phổ biến thời La Mã cổ đại. Hầu hết những chiếc vò này vẫn trong tình trạng nguyên vẹn. Lực lượng cảnh sát quốc gia Italia cho rằng xác tàu đắm này là minh chứng lịch sử về các tuyến hàng hải thời La Mã cổ đại và những hiểm nguy trên biển mà các tàu buôn thời La Mã phải đối mặt. Hiện chưa rõ liệu tàu này và hàng hóa trên đó có được trục vớt hay không. Thưa quý vị và các bạn, Mường Động huyện Kim Bôi không chỉ nổi tiếng là một trong bốn trung tâm Mường của tỉnh, mà còn được biết đến bởi sự huyền bí của khu mộ cổ Đống Thách tại xã Vĩnh Đồng, nơi chôn cất của dòng họ Đinh thời Quan Lang và là dấu tích về một thời phồn vinh thịnh vượng của người Mường Động khi xưa. Khu mộ cổ Đống Thách được công nhận là di tích lịch sử khảo cổ cấp quốc gia. Phần cuối của chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nơi đây. Cái tên Đống Thách rất huyền bí. Đống là những nơi mồ mả, những nơi hoang vu ít người qua lại. Thách là một địa danh đã có từ lâu, một địa danh riêng có của người Mường. Đống Thách là một thung lũng nhỏ, cao ráo bằng phẳng, trong đó nhấp nhô những hòn mồ cao thấp, đứng cùng với thời gian. Mộ cổ chôn cất thi thể của những người thuộc dòng dõi họ Đinh. Mỗi mộ có nhiều phiến đá khắc bằng chữ Hán, ghi lại tên, tuổi, chức sắc của người đã mất, ghi lại ngày tháng dựng mồ và còn khắc hình ảnh các con vật. Các tảng đá này có kích thước, độ dài khác nhau và được lấy từ vùng đất Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Các phiến đá to nhô lên khỏi mặt đất gần 3 mét và nặng đến hàng tấn. Nay đã được phủ bởi một lớp rêu xanh. Hình thù các con vật và chữ khắc trên đó đã mờ đi theo thời gian. Tôi được sinh ra từ địa phương ở đây và cũng là cháu dòng tộc của họ Đinh. Bố ông cháu để lại cho con cái cái truyền thống ở đây và con cái phải giữ lấy cái nền nếp sau này để lâu dài truyền cho cháu con sau này, giữ lấy cái bản sắc của người Mường. Theo tương truyền, khu mộ cổ Đống Thách có niên đại hơn 400 năm. Khu đất có địa thế, hình dáng miệng rồng, một thể đất đẹp theo quan niệm thuật phong thủy ngày xưa. Đây là nơi yên nghỉ cuối cùng của dòng họ Quan Lang Mường Động. Sự huyền bí của Đống Thách đến nay vẫn chưa được khám phá hết và vẫn còn là một bí ẩn. Vì vậy, rất có sức hút với những người ham mê khảo cổ. Đối với xã Vĩnh Đồng thì hiện nay trên địa bàn xã thì có cái điểm di tích khu mộ cổ Đống Thách. Thì đây cũng là một cái niềm tự hào đối với xã Vĩnh Đồng. Thì đối với xã Vĩnh Đồng cũng là cái xã mà là trung tâm của Mường Động trong cái bốn cái mường lớn của tỉnh Hòa Bình. Phát huy cái vai trò bản sắc dân tộc trên địa bàn thì đối với xã thì cũng hàng năm có tổ chức cái lễ hội Mường Động. Tạo được cái sự khơi dậy nét truyền thống, cái bản sắc văn hóa trên địa bàn. Để khu mộ cổ Đống Thách, xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi xứng tầm di tích lịch sử khảo cổ cấp quốc gia, nơi đây tiếp tục cần có sự quan tâm của các cấp các ngành trong việc đầu tư tu bổ tôn tạo. Bên cạnh đó, để bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, huyện Kim Bôi đang đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị di sản văn hóa, gắn trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương. Để khu mộ cổ Đống Thách trở thành điểm đến du lịch ý nghĩa, lưu giữ những giá trị lịch sử cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.